Việt Vùng Cao xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Vâng, kênh đầu năm 2023 thì kênh Nợ TV sẽ đổi sang tên thành Việt Vùng Cao. Vẫn đi quay cho quý vị và các bạn những cái mẫu khung nhà sàn bê tông. Vâng, hôm nay là hiện tại đội thợ của bên Việt Vùng Cao đang thi công tại đây là tại xã Xuân Minh nhỉ? Vâng, đây là xã Xuân Minh. Xã Xuân Minh của huyện thế này hiện đấy rồi nhỉ, huyện Quang Bình nhỉ? Đây thuộc huyện Quang Bình. Thuộc huyện Quang Bình. Vâng, quý vị và các bạn cùng Việt Vùng Cao và anh Chiếm là đang là đội thợ cai xây thi công nhà sàn bê tông này. Vâng, mời quý vị và các bạn cùng xem. Cái khung mẫu nhà sàn này là mình thi công là một gian hai trái này, thì là cái sắt này mình đi sắt cột để phi bao nhiêu nhỉ? Sắt cột này em đi phi 12. Đi sang đây cho đội thợ bên đây nào. Sắt cột này mình đi phi 12 4 thanh nhỉ? Vâng. Cái sắt dầm. Sắt dầm là mình đi phi 14. Từ cái này lên bằng cái dầm này là mình cao bao nhiêu nhỉ? Cao 2,5 m. Đi đây cao 2,5 m à? Cái vâng. Còn dầm trên. Còn trên là cũng 2,5 m. Nhà này mình chuyển 3 nhỉ? Vâng, hiện nhà này chuyển 3. Chuyển 3 là ví dụ nhà này một gian hai trái mình đang nhận đây là hiện tại là bao nhiêu tiền một vị? Hiện tại em đang làm ở đây là một vị là gần nhà em thì em làm một vị 14 triệu. À, 14 triệu à? Vâng. Ừ. Nếu mình đi xa hơn thì mình sẽ vâng. Mình sẽ làm cao hơn. Xa hơn thì chủ nhà hỗ trợ em tiền cước xe đi lại. Tiền cước xe đi lại. Những cái giờ cái xà đây mình chạy xà đôi hết phải không? Vâng, những cái xà xung quanh chạy xà đôi hết. Xà đôi này là mình đi sắt 12 à? Sắt 12 hết. Thấy 12. Trên toàn bộ trên là đi sắt 12 à? Toàn bộ trên là đi sắt 12 hết. À, còn mỗi cái dầm này mình đi sắt phi 14 rồi nhỉ? Vâng. Này một cái nhà một gian hai trái này mình hết khoảng độ bao nhiêu tiền tiền sắt, bao nhiêu cây sắt phi 14 này? Sắt này em kê là sắt 12 là hết 115 cây, còn còn sắt 14 là hết 60 cây. Mình tính cả bếp luôn nhỉ? Vâng, cả bếp hết. Cái nhà này là chiều dài là bao nhiêu đây? Nhà chiều dài cả nhà bếp là 16,5 m. À, cả nhà bếp là 16,5 m, còn chiều ngang này? Chiều ngang là 7,5 m. À. Thường thường đa số mình là tầm 7,5 m hoặc 11 m là cái nhà sàn của mình nhỉ? Thế là tính ra ví dụ đây là một gian hai trái này là 4 vị này, còn bếp này mình tính vị riêng nhỉ? Bếp là cũng tính vào vị chung của nhà chính. À, thế là tính 4 hàng chân này là một vị. À, mình làm tính theo vị chung này nhỉ? Vâng, đúng không? Thế này về trên này mình sẽ hỗ trợ giải sắt cho chủ nhà nhỉ? Vâng. Còn đổ là đổ để chủ gia chủ khác đấy. Gia chủ khác đổ. Nhưng từ cái gian chính thì mình rộng bao nhiêu? Gian chính là 3,5 m hết. À, cả cái bên nách trái này. Nách là 2,15 m. 2,15 m à? Còn cái bên trái kia là ấy, cũng thế à? Trái là 3,5 m. Cũng 3,5 m, thành này là thành 3 gian đều nhau nhỉ? Vâng, đều nhau hết. À. Còn gian lòng này là 3,2 m. Xong mình thi công cái này, những cái này là mình chỉ gọi là đấy, không phải chát nhá mọi người nhá. Những cột kiếc này không phải chát nhá. Mà chỉ lăn sơn thôi. Lăn sơn là xong thôi. Bả qua thôi. Đây, cái sắt đua kia là mình sau kia mình lại sẽ làm thêm một cái bếp làm cái đua kia hay cắt đi hay mình ấy làm gì sau, ở đằng sau cái cầm sàn làm một cái phòng lên để mình làm phòng kín ở đằng sau kín ở dưới đây quý vị và các bạn, đây là những con kê của Slack và con kê của cột quân đấy, hoa văn cực kỳ đẹp luôn này, hoa văn này nổi đấy, đổ trước nổi xong đặt lên cho quý vị xem. Đây là bên dưới này là cái sông, cái suối này gọi là suối gì nhỉ? Bắc Pèng à? À, lăng cang Bắc Pèng ở trong này nhỉ? Vụ rồi là sạt lở đấy, hết trôi hết cái con đường kia. Đây là bên đằng sau. Vâng, đội thợ thì đang thi công. Lên 3 giờ thi công xong và hoàn thiện cái mẫu nhà sàn bê tông này. Việt Vùng Cao sẽ quay lại cho quý vị và các bạn xem. Như ở đây thì có một cái khung mẫu của nhà sàn bê tông của bà con bên này làm đang hoàn thiện. Bây giờ hoàn thiện lăn sơn xong, Việt Vùng Cao sẽ lên quay tiện thể cho quý vị và các bạn cùng xem. Và đây là cái cột phần cột đổ đây. Thì sẽ có mức đổ cột. Bên xây dựng của bên Việt Vùng Cao ấy, sẽ có cốt pha cột, còn cốt pha gỗ ván này thì của chủ nhà. Nếu ví dụ cái quân này mà giống cùng một cái số nhà mét thì bên Việt Vùng Cao sẽ tận dụng cho chủ nhà những cái cầu đầu kia. Đấy, những cái cầu đầu hoa văn ở kia và những cái xà lách con tôm này sẽ cho bớt chi phí cho chủ nhà, còn đâu là cái cốt pha này vì mỗi nhà nó sẽ khác nhau nên là phải cắt
rất nhiều tốn gỗ, nên là bên Việt Vùng Cao nếu mà nhận cả cốt pha thì sẽ giá sẽ cao hơn nhé quý vị và Việt Vùng Cao xin kết thúc video ở đây, mong quý vị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ kênh để anh Việt Vùng Cao sẽ ra và thiết kế thêm những video quay về nhà sàn hay hơn. Xin cảm ơn và chào quý vị và các bạn.